đây. Ơi anh đây. Em sợ. Sợ gì? Mình đâu có nói là mình ghét con trai đâu, mình chỉ có nói là mình sợ con trai. Tại vì mình sợ nó làm đau trái tim á, hiểu không? Một thì có lẽ phải học thêm nhiều. Sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em nói, mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Hôm nay anh sẽ nói ra câu này, mong em đừng cười nhé. Và thì anh đã yêu em từ bé. Yes. Anh thấy lòng càng rối bời, liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời chúng ta lấy nhau chứ em ơi, đành bao khó mặc ở duyên trời, nhưng theo tâm anh tránh nàng tại sao vội, một người vướng một người không đợi thì đành tìm ai.